Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển. Sáng 27 tháng 10, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường với sự có mặt của hàng ngàn cựu viên chức, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên của trường. Các khoa trong trường cùng ngày cũng tổ chức đón các cựu viên chức, cựu sinh viên và tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 65 năm thành lập trường đề cao sự tự do sáng tạo trong nghiên cứu trường đại học bách khoa đại học quốc gia thành phố hồ chí minh đại học bách khoa đại học quốc gia thành phố hồ chí minh tự hào đứng đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật trên cả nước với bề dày lịch sử trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo trường đại học bách khoa dẫn dắt hàng vạn sinh viên đạt thành tích cao trong nước và quốc tế Hành trình bồi dưỡng bao thế hệ nhân tài, thành lập vào năm 1957, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật là một trong những trường nền tảng đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam. Năm 1996, trường chính thức trở thành thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục giữ vững uy tín của khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay với tên gọi Trường Đại học Bách khoa, nơi đào tạo nhân tài trong kỹ thuật và công nghệ hàng đầu cả nước. Hiện nay, trường có gần 27.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đang theo học và phát triển, không ngừng trao dồi kiến thức chuyên môn. Trường Đại học Bách khoa liên tục đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên. Trường đã có 35 ngành đào tạo đại học, 72 ngành đại học, số lượng chương trình liên kết quốc tế tăng gần năm lần chỉ trong 5 năm gần đây. Trường giữ vững thành tích top đầu của nước về số lượng các chương trình đào tạo được kiểm định và đạt chuẩn quốc tế với 51 chương trình chiếm gần 1/3 trong tổng số các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế trên toàn quốc. Năm 2020, trường đã ra mắt ban đại diện cộng đồng sinh viên Phú Thọ Bách Khoa đồng hành cùng trường trong nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên. Trong buổi họp mặt kỷ niệm 27 tháng 10, phú thọ bách khoa cũng đã công bố quỹ học bổng và hỗ trợ phát triển bách khoa nhằm thực hiện các hoạt động trợ giúp học sinh sinh viên có ý chí năng lực tiếp cận các nguồn vốn vay không lãi suất để học tập và hỗ trợ nhà trường trong nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhiều hoạt động khác Mang danh sinh viên Bách khoa là niềm tự hào, gắn liền với trách nhiệm phấn đấu và rèn luyện làm văn danh nhà trường, hàng vạn cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ sau tốt nghiệp vẫn tiếp tục sự nghiệp ở các vị trí cao hơn. Nhiều sinh viên cũng mang trên mình trách nhiệm phát triển đất nước, đầy tự hào ở các vị trí lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước. Sinh viên Bách khoa ghi dấu thành tựu trong và ngoài nước. Trường Đại học Bách khoa luôn tiên phong trong công tác hỗ trợ và đầu tư cho sinh viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ. Sinh viên trường đã có 586 đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận. Chỉ trong năm 2021, Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có 642 hợp đồng chuyển giao công nghệ với kinh phí 124 tỷ đồng. Ký kết 30 thỏa thuận hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, trường tích cực tổ chức và tham gia các hội nghị khoa học với mục đích tạo sân chơi để sinh viên cùng nhau học hỏi và cải tiến kỹ thuật công nghệ. Tính đến nay, trường Đại học Bách khoa đã xuất hiện ở 69 hội nghị quốc tế và 58 hội nghị trong nước trong năm 2021-2022 các sinh viên Bách Khoa đã mang về cho trường 29 giải thưởng khoa học công nghệ trong đó sở hữu 5 giải thưởng quốc tế một giải thưởng cấp nhà nước và 23 giải thưởng đa dạng ở các cấp khác nhau tự hào 65 năm đóng góp xây dựng nền giáo dục Việt Nam trường đại học Bách Khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm thành lập trường với sự tham gia của nguyên lãnh đạo trường cựu viên ban giám hiệu nhà trường viên chức và sinh viên buổi họp mặt cũng có sự tham dự của các vị lãnh đạo trung ương lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh lãnh đạo các tỉnh thành lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo hội cựu sinh viên các đơn vị đối tác doanh nghiệp đại diện thế hệ sinh viên các thời kỳ đến để chúc mừng và đồng hành cùng chuỗi sự kiện. Là một trong những cựu sinh viên của trường Đại học Bách khoa, ông Đàn Văn Thoại, chủ tịch Mekong One Crop bày tỏ sự biết ơn đến ban giám hiệu nhà trường cùng quý thầy cô những kiến thức, kỹ năng, sự dạy bảo tôi rèn trong môi trường Đại học Bách khoa chính là nền tảng giúp cựu thủ lĩnh sinh viên Đàn Văn Thoại gặt hái được nhiều thành công và dẫn dắt Mekong One Crop ngày càng phát triển mạnh mẽ mê công quanh khớp lương tự hào khi đồng khi được đồng hành cùng trường đại học bách khoa trong các công tác hỗ trợ và phát triển trường lễ kỷ niệm thành lập trường là dịp đặc biệt để các cán bộ trường các thế hệ sinh viên 65 năm qua cùng nhìn lại một chặng đường phát triển của nhà trường và bản thân mình ở nơi đây tự hào chia sẻ lại những kỷ niệm quý giá và đáng nhớ cho thế hệ sinh viên sau này từ đó tạo động lực cho sinh viên tiếp tục học tập phát triển sự vững thương hiệu và nâng cao uy tín của trường